thì có nhiều anh chị nói với Lý rằng là chị sống cũng tốt lắm, chị cũng thương người, chị cũng giúp đỡ rất là nhiều người luôn, nhưng mà sao chị vẫn gặp những cái điều không hay, những cái điều không tích cực, hay là tiền bạc cũng vậy. Thì đó là do các anh chị mình còn đang thiếu thiếu hai cái, đó là thiếu cái sự hiểu biết và cái lòng biết ơn. Ví dụ như các anh chị mình làm ra bao nhiêu cũng cho người này người kia mượn, thì mình là ai cũng có cái lòng tốt đó hết, nhưng mà đó là các anh chị chưa có biết cái cách mà quản lý tiền, không có tiền cũng đi hỏi cho mượn luôn. Đó là những cái vấn đề mà liên quan đến quản lý tiền. Rồi có rất nhiều anh chị á, là mình kinh doanh, có nhiều anh chị kinh doanh thì mình không có biết mà cách mà lựa chọn cái đối tác cho nó phù hợp với cái công việc kinh doanh của mình. Thì các anh chị mình xây cho mình một cái hệ thống, một cái đội ngũ bán hàng rồi cả vài trăm người luôn, nhưng mà họ không có làm việc được, họ không có tạo ra cái dòng tiền được, họ không có thu nhập, thì là do các anh chị chưa có biết cách lãnh đạo. Vậy thì mọi vấn đề nó xảy ra trong cái cuộc đời này chính là anh chị thiếu hai cái thứ. Một là thiếu cái sự hiểu biết, và hai đó là thiếu lòng biết ơn. Bài toán nó sẽ rất là dễ hơn rất là nhiều nếu mà các anh chị thấy đó nó đến từ bên trong mình á, đến từ cái sự mà thiếu kiểm soát của mình. Và câu lạc bộ có một cái công thức rất là tuyệt vời, đó là đi từ gốc rễ. Gốc rễ đó là lòng biết ơn. Nếu như các anh chị không biết ơn á, thì sẽ không có gì cả. Và khi mà mình thiếu cái sự hiểu biết thì nó sẽ dẫn tới nhiều cái vấn đề. Ví dụ như trong kinh doanh thì các anh chị thiếu cái sự hiểu biết thì nó về những cái tư duy kinh doanh và tư duy về tiền, cảm xúc về tiền, cảm xúc về tiền á, không có đúng á, thì cảm xúc mọi cái mối quan hệ nó xung quanh nó cũng không có đúng luôn. Cũng không biết cách mà để mà cái cách mà mình tìm kiếm cái khách hàng tiềm năng, cũng không có những cái kỹ năng để chăm sóc khách hàng, thì những cái đó nó cũng đến từ cái sự mà thiếu hiểu biết. Vậy thì hôm nay nhóm đọc sách của Lý mỗi buổi sáng á, từ hôm nay cho đến thứ bảy là ngày 27 tháng 1 này nè, là hôm nay là bắt đầu rồi, ngày mai là ngày 2, là sẽ chia sẻ, là doanh nhân người người thành công nó sẽ chia sẻ cho mình những cái nguyên tắc, những cái sự kết nối vũ trụ với cái mặt tiền. Và chúng ta sống trong cái vũ trụ này thì chúng ta cũng phải tuân theo những cái quy luật của vũ trụ, đặc biệt là luật hấp dẫn. Thì chúng ta sẽ hiểu cái nguyên tắc kết dính của luật hấp dẫn với cái mặt tiền của mình, thì chúng ta sẽ dễ dàng khơi thông mạch tiền. Và ngày 3 thì chúng ta sẽ ứng dụng vào cái công việc kinh doanh, ứng dụng với cái khách hàng, để những cái khách hàng nào mà chưa có thông á, thì mình làm giúp cho họ thông thoáng. Và ngày 4 á, thì sẽ giúp cho mình học cái cách mà biến mình thành một cái thỏi nam châm thu hút tiền bạc. À, anh chị có thấy hay không? Và ngày thứ 5 là ngày cuối cùng á, thì mình sẽ học những cái bí kíp giúp cho cái cuộc đời mình trở nên thành công, trở nên giàu có. Giàu có về sức khỏe, giàu có về mối quan hệ, giàu có về vật chất. À, và sau 5 ngày này á, sau 5 ngày mà các anh chị đồng hành với Lý, với nhóm của Lý á, thì các anh chị sẽ thấy cuộc sống của mình sẽ thay đổi một cách là tuyệt vời luôn. Rồi các anh chị nào mà chưa có vào nhóm của Lý thì hãy comment là tôi đăng ký nha, để Lý mời các anh chị vào cái nhóm cùng rèn luyện với Lý và cùng với câu lạc bộ các anh chị nha. Rồi, thank you, I love you.